Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là Huawei P8 Lite với tên mã là ALE L21, đã có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Huawei P8 Lite, khách hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Hiện nay di động cao cấp.vn có tất cả các linh kiện phụ quá trình sửa chữa phần cứng, phần mềm trên Huawei P8 Lite, từ màn hình cảm ứng, vỏ máy, khay SIM, thẻ nhớ, main, loa mic rung chuông, chân sạc đều có sẵn tại các địa chỉ của di động cao cấp.vn, phụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Riêng đối với phần mềm trên Huawei P8 thì cũng luôn có sẵn file chạy, file cài tại di động cao cấp.vn. Quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ tiến hành cài lại, fix lỗi liên quan phần mềm cho điện thoại Huawei P8 Lite mà quý hàng đang gặp phải. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đã được thực hiện tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc của quý hàng liên quan sản phẩm đến dịch vụ sửa chữa điện thoại Huawei P8 Lite, xin vui lòng liên hệ 024 66 75099. Xin cảm ơn quý vị các bạn.